cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con, cho con gánh mẹ đâu non. Cả lòng mẹ đã gánh con biên trời, ngày xưa mẹ gánh ai, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió biết mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn mang gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặn lội sớm mai vai đây. Mẹ già lá sắp xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gánh xa. Mẹ ơi sóng biến dạt dào, con sao gánh hết bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gánh xa. Mẹ ơi các bác vừa được thưởng thức một bài hát rất là hay, bài hát với nhạc phẩm tên là Gánh Mẹ do nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến trình bày. Và cái bộ sản phẩm ngày hôm nay với cái nhiệm vụ đó là phát ra cái âm thanh rất là truyền cảm này là sự kết hợp giữa Mahjong và Đồn Ông. Và đây là một trong những bộ đôi mà em nghĩ rằng đối với bác nào mà đang đi tìm cho mình, đặc biệt là những phòng khách chung cư, một bộ sản phẩm có thể nghe nhạc và kết nối nhanh với nguồn chơi YouTube Smart TV thì đây sẽ là sự lựa chọn rất là phù hợp. Chiếc ampli mà các bác đang nhìn trong khung hình đây là chiếc Mahjong PM7005 và cặp loa các bác đang nhìn thấy đây là cặp Đơn Ông SC303. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cận cảnh hình thức của cả hai thiết bị, sau đó em sẽ giới thiệu tới các bác cái tính năng của bộ đôi này các bác nhé. Chiếc Mahjong PM7005 thì được bán mới với mức giá đâu đó khoảng 26 triệu. Ngày hôm nay thì Thanh Tâm Audio xách tay về hàng với hình thức khoảng 98% kèm khiển zin sẽ có mức giá là 12 triệu các bác nhé. Cặp loa Đơn Ông SC303 ngày hôm nay sẽ được sale off với mức giá là 15 triệu. Chi tiết cụ thể mời các bác theo dõi sau đây. Đầu tiên là ampli. Các bác có thể nhìn thấy một con ampli Mahjong PM7005 đẹp thì mặt lưng rất là đẹp và chi tiết. Phía sau của ampli, các bác có thể nhìn thấy đó là hệ thống cầu loa đời mới của Mahjong. Được thiết kế rất là đẹp, đánh một cầu, một cặp thôi các bác nhé. Con này thì sẽ có cái sản xuất là Made in Japan. Và bên tay phải của em thì các bác sẽ nắm bắt được năm sản xuất là 2018. Mahjong PM7005 thì hỗ trợ một bo mạch digital in để giải mã tín hiệu từ quang học đồng trục cũng như là máy tính. Ở phía dưới thì các bác sẽ có những ngõ vào của phono cũng như ngõ vào của CD. Đặc biệt hai ngõ vào phono và CD sẽ được mạ vàng, rất là kỹ lưỡng các bác nhé. Đó là về phần mặt trên cũng như là mặt sau của PM7005. Còn về cặp loa Đơn Ông SC303, cặp loa này thì là dòng đầu bảng trong giới bookseller của hãng.
Thì tại Thanh Tâm Audio đang có rất nhiều cặp loa CX3 với từng hình thức khác nhau và với từng mức giá khác nhau. Ví dụ như cặp loa mà các bạn đang nhìn thấy đây, cặp SC303 ngày này thì em sẽ sale off với mức giá là 15 triệu tại vì nó có một vài những cái điểm xước và cấn cạnh các bạn nhé. Loa Bookshelf đàn ông SC303 thì sử dụng hai đường tiếng, kích thước nặng khoảng 8kg một vế và con này sử dụng hệ thống phân tần kép rất là gấu các bạn nhé, em xin nhắc lại rất là gấu. Thậm chí rất nhiều loa châu Âu còn không được làm kỹ lưỡng như như cặp đàn ông CX3 này. Cặp này sẽ sử dụng hai đường tiếng với bass đường kính khoảng 12cm và làm được sợi carbon và thép đôm đường kính 2.5. Đây là góc cạnh của loa, phía trên các bác có thể nhìn thấy nó trời nhẹ một chút các bác, em xin lỗi các bác vì em đang bị cúm nhá, mũi nó hơi sụt sịt một chút. Bên này chúng ta sẽ bị một vết trật cấn ở đây và bên này sẽ bị một vết xước. Thực tế thì các bác đặt loa sang vệ bên tay phải thì gần như các bác cũng không thể nhìn thấy quá nhiều những điểm xấu trên cặp loa này. Cặp loa CX3 thì em đang sale off với mức giá là 15 triệu. Các bác có thể nhìn cái thông tin công suất phía sau là 100W, đánh cực đại là 200W và cái cầu loa là BY. Rồi, đó là về phần loa cũng như là về phần kết nối của Ampli. Các bác cùng quay trở lại mặt trước của Ampli để chúng ta cùng bàn luận về cái tính năng của hệ thống này. Ampli Mazang PM7005 thì sẽ sở hữu một cái thiết kế, đó là thiết kế dân dụng, chiều cân nặng của nó đâu đó khoảng 10kg. Và cái thiết kế dân dụng thì nó sẽ rộng là 44cm, chiều sâu là 30 và chiều cao là khoảng 12cm. Các bác có thể nhìn thấy Mazang PM7005 thì vẫn sở hữu cái ngôn ngữ thiết kế cánh buồm rất là truyền thống của Mazang. Các bác nhìn thấy hai cái má của Ampli sẽ vuốt tràn về phía sau. Và mặt trước của Ampli thì chúng ta sẽ có cái thiết kế đối xứng với phần tăng giảm âm lượng và phần đổi suộc ở bên tay trái. Ở phía giữa chúng ta sẽ có một hàng đèn LED màu xanh hiển thị những cái suộc chơi mà các bác đang kết nối. Ví dụ như hiện tại đang chơi từ Optiker thì đèn xanh nó sẽ sáng. Các bác gạt sang đường khác không có tín hiệu thì nó sẽ mất tiếng các bác nhé. Hàng dưới chúng ta sẽ có ba cái nút điều hướng, đó là nút Bass, Tap và Balance để các bác có thể căn chỉnh cái cân bằng loa này rồi cường độ tín hiệu của Bass cũng như của Tap các bác nhé. Đây là một trong những hệ thống rất là hay. Ampli PM7005 thì sẽ đánh ở trường kháng 8 ohm là 60W, còn 4 ohm là 80W. Vì thế cho nên là đối với những cặp loa, những Bookshelf đàn ông SC303 này, kể cả 100W thì Ampli nó đã đánh vẫn thoải mái và thừa các bác nhé. Khi các bác đi mua loa với Ampli ấy, cái công suất của loa cũng như của Ampli mà hiển thị trên cái bìa catalog hướng dẫn ấy, nó chưa phải là cái điểm đích đến cuối cùng để các bác có thể nhận xét được là nó sẽ phù hợp nhau đâu. Và các bác phải nghe thực tế phối ghép. Gần như những cái cặp loa Bookshelf thì rất là dễ phối ghép các bạn nhé. Đường đời sương gió mịt mù vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Mời các bác thưởng thức tiếp một bài hát khác các bác nhé. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim. Ha. Tiếc một đời sơ sắng ngỡ ngàng
nghèo bao phũ phàng, cho bó kiêu mưa tàn, thương xô kia bé bàng, rồi cứ trách mình quá vội vàng. Quan tâm tới hệ thống này thì có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của bên em. Xin cảm ơn.